khán giả, các nhà hảo tâm thân mến, là phụ nữ, không gì hạnh phúc hơn khi có được một tấm chồng giỏi giang để làm nơi nương tựa vững chắc, lại càng hạnh phúc hơn khi các con khỏe mạnh và học giỏi. Chị Quỳnh Thị Kim Thu ở ấp Hòa Bình, thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp đã từng có được niềm hạnh phúc ấy. Thế nhưng, giờ đây, chị phải trở thành trụ cột của gia đình, dù chị vẫn còn đó người chồng và những đứa con. Chia sẻ hoàn cảnh của chị Kim Thu, chương trình mong nhận được sự đồng cảm của quý khán giả gần xa. Nhưng trước khi tìm hiểu về hoàn cảnh của chị Thu, mời quý khán giả đến thăm gia đình chị Lê Thị Nga mà chúng tôi đã giới thiệu trong chương trình kỳ trước. Hồi đầu năm ngoái, tự dưng anh Mật đi tiểu rất khó khăn. Đi khám thì bác sĩ chẩn đoán anh bị hẹp niệu đạo. Vậy là công việc làm nghề bốc vác với anh đã kết thúc. Số tiền tích góp được chỉ đủ để phẫu thuật 2 lần ở bệnh viện tỉnh. Chị Nga phải vay mượn bà con hàng xóm mới có tiền đưa anh lên thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật lần thứ 3. Sau phẫu thuật lần 3, chứng hẹp niệu đạo của anh vẫn chưa giảm. Vợ chồng anh phải khăn gói rời bệnh viện mà không dám nghĩ đến chuyện phẫu thuật thêm lần nữa. Sau khi chương trình cảm thông và chia sẻ giới thiệu hoàn cảnh của chị Nga và anh Mật, rất nhiều nhà hảo tâm quan tâm chia sẻ và chờ đến ngày chương trình tổ chức trao quà. Trong tận cùng nghèo khó, lòng thủy chung và đức tính hy sinh vì những người thương yêu nhất đã giúp chị Nga trở thành chỗ dựa cho chồng con. Qua câu chuyện của gia đình chị, các nhà hảo tâm đã nhận ra được rằng khi người ta đủ nghị lực thì không có khó khăn nào quật ngã được. Các nhà hảo tâm chung tay góp sức để giúp chị Nga có tiền chữa bệnh cho chồng như chị ước mơ. Của ít lòng nhiều, những tấm lòng thông thảo không chỉ giúp về của cải vật chất mà còn an ủi, động viên để chị Nga tiếp tục lo cho chồng qua cơn hoạn nạn và duy trì sự học của 2 đứa con thơ. Anh Năm và gia đình anh Năm cùng những bà. Hoàn cảnh anh Mật thì rất là khó khăn rồi. Cô thấy gì cô đi để mà giúp ích dầu của ích lòng nhiều. Nhờ bà con, mạnh quân, để các cấp chính quyền để giúp cho anh Mật được vượt qua cái cơn bệnh. Mình cũng mới đi lần đầu tiên. Mình thấy cái hoàn cảnh gặp khó khăn này mình cũng cảm thông, mình cũng rất là thấy mình cũng rất là thương. Mình cũng chia sẻ cho chút đỉnh nhưng mà góp phần cho giúp cho gia đình để vượt qua khó khăn. Chính quyền địa phương thì cũng vận động tất cả các ban ngành đoàn thể để trích một ngày lương để chia sẻ đối với gia đình của ông. Bên cạnh đó thì cũng vận động các cái câu lạc bộ, rồi các cái nhà hảo tâm, rồi các cái địa chỉ nhân đạo để đến đây để hỗ trợ cũng chia sẻ đối với gia đình ông. Qua cái kết quả của cái chương trình cảm thông chia sẻ, các nhà hảo tâm cũng như các câu lạc bộ xã phường cũng như hội sập đỏ các xã phường trong tỉnh đến giúp cho gia đình hai em với tổng số tiền là 58.550.000 đồng. Rồi phần trả nợ cho hai em thì trả nợ khoảng 12 triệu đồng. Chi phí để đi khám bệnh là 2.550.000 đồng. Hai em gửi tiết kiệm là 44 triệu để lo sau này có cái phần chi mà trang trải thêm á thì hãy rút cái số tiền đó phải gửi vào tiết kiệm để nhận sổ. Kính thưa quý vị và các bạn, số tiền mà các nhà hảo tâm ngày hôm nay khi tham gia vào cảm thông chia sẻ đã ủng hộ cho gia đình của anh Mật và chị Nga đó là 58.550.000. Chị Nga ơi, hồi đó giờ chị có cầm một số tiền như vậy bao giờ chưa ạ? Thưa cô, từ đó tới giờ thì tôi lao động cực khổ, có khi tôi chưa có cầm được số tiền lớn được như vậy. Nhưng hôm nay tôi rất mừng và thấy cũng xúc động khi bà con đến đây gần xa chia sẻ ủng hộ số tiền này thật là lớn. Tôi hy vọng sau này cái số tiền này điều trị cho chồng tôi cho hết bệnh.
để cuộc sống nó vươn lên trở về, để phụ tôi mằng hai nuôi hai đứa nhỏ cho nó ăn học đến nơi đến chốn. Anh Mật ơi, trước ngày hôm nay thì Ngọc Minh thấy là tinh thần của anh thì nhiều khi cũng rất là không có lạc quan. Nhưng mà sau khi mà được nhà hảo tâm ủng hộ số tiền là 58.550.000, anh có cảm thấy tự tin hơn với cái phần mà chữa bệnh cho mình không ạ? Dạ thưa cô, trước đây thì nó ngay số tiền này thì tôi làm thì nó ngay là không có được khá như ngày hôm nay các nhà hảo tâm để giúp đỡ cho tôi để chữa bệnh như vậy, thì tinh thần tôi thấy phấn khởi, nó vui mừng lắm. Thay mặt những người thực hiện chương trình thì Ngọc Minh chúc cho anh mau hết bệnh và hy vọng là chị sẽ sử dụng số tiền này thật là hợp lý để chữa bệnh cho anh Mật và lo cho hai con tiếp tục ăn học chị nha. Thưa quý khán giả và các nhà hảo tâm, quý vị vừa theo dõi buổi trao quà cho gia đình chị Lê Thị Nga ở ấp Thành Xuân, xã Quả Tiến, thành phố Vị Thanh. Chồng chị Nga bị chứng hẹp niệu đạo nên không thể tự lo sinh hoạt cá nhân được và phải nằm một chỗ. Một mình chị Nga phải làm thuê làm mướn để lo cho chồng, thay ống tiểu và lo cho các con ăn học. Còn người phụ nữ trong câu chuyện sau đây, mặc dù người chồng vẫn có thể đi lại được, nhưng hoàn cảnh cũng chẳng khá hơn chị Nga. Khi số phận đã tạo ra một trò đùa, thì những điều trớ trêu ngoài sức tưởng tượng vẫn có thể xảy ra. Hai vợ chồng làm thuê một tháng 4 triệu đồng thì cũng là niềm mơ ước của nhiều gia đình ở nông thôn. Dẫu đây là khoản thu nhập không cao nhưng ổn định, mà người ta hay gọi là cũng có đồng ra đồng vào. Chồng chị vừa đi làm thuê vừa học thêm nghề thợ bạc. Nhưng sau một tai nạn giao thông của chồng, chị phải chuyển sang làm thuê bán thời gian, hay nói đúng hơn là làm thợ đụng, tức là ai thuê mướn là đi làm. Mỗi một buổi sáng phụ quán như thế này, chị cũng được trả công 30.000 đồng và một hộp cơm đem về cho chồng. Con thu ra đây tiếp thì khách hàng ở đây rất là hài lòng, làm nước hoặc là bưng bún thì nó rất là hài hòa với khách. Hoàn cảnh của con thu thì rất là khó khăn, chứ về đồng lương ít ỏi này thì chắc có lẽ con thu lo trong gia đình không được, thì nhờ bà con những nhà hảo tâm á giúp đỡ cho con thu vượt qua khó khăn. Hồi đầu năm ngoái, trong một lần đi đám về, anh Sơn quá giang xe của một người bạn. Do có rượu nên người bạn ấy đã tông vào cột điện. Hậu quả là người bạn của anh Sơn phải hấp não, còn anh Sơn thì chấn thương sọ não, gãy xương đòn và sa khớp cánh tay trái. Dẫu đã vét hết của cải và vay mượn thêm để điều trị, nhưng giờ đây anh Sơn cũng như người mất trí, lúc tỉnh lúc mê. Mọi sinh hoạt cá nhân đều cậy nhờ vợ con. Có lẽ khi người ta đã lâm vào cảnh túng thiếu thì thu nhập bao nhiêu không quan trọng bằng có được thu nhập. Dẫu sao có một khoản tiền công nho nhỏ thì cuộc sống cũng dễ thở hơn. Với chị, công sức bỏ ra là để đổi lấy sự sống cho chồng và cái chữ cho các con. Dạ chào chị. Chị có chị Thu không chị? Dạ em là Ngọc Minh ở bên Đài Hậu Giang ạ. Chị Thu ơi, cái công việc này á là chị làm từ bao giờ rồi? Dạ, em làm cũng tôi làm cũng được mấy năm rồi cô, mà vì hoàn cảnh mình ra gián đoạn đó, bây giờ ảnh bị tai nạn đi ra làm lại. Em được biết là cái nhà này nè chị, là chị đang ở đậu của một người ta phải không? Dạ, nhà tôi ở đậu cô. Rồi nhà chị ở đâu mà chị phải là để ở đậu? Lúc trưa thì ở chung với bà và chồng, rồi cái riêng thời gian rồi mà ngăn lỗ lã đó, rồi cái nhà thì cũng sụp hết trơn, rồi bà và chồng kêu về ở chung lúc đó hai cháu nó còn nhỏ, rồi cũng như nó nghịch ngợm phá đó. Rồi mẹ già chịu không nổi, rồi em mới tôi mới xuống hỏi bà chị này nè, vậy đó thôi.
mà nhà của thằng Tâm nó bỏ trống, nhà cháu này bỏ trống thì mình xuống mình ở đi. Đó rồi mới dọn về để ở là được cũng được 10 năm rồi. Ở đầu người ta 10 năm rồi. Dạ. Lúc đó thì ảnh cũng anh Sơn cũng chưa có lúc đó cũng chưa có gì, cũng bình thường cô cũng đi mần mê mần mướn vậy đó, cũng như ai kêu gì thì mần, có khi đi lơi xe, có khi thì dạy da bánh. Sao chị với anh không có tích góp một cái số tiền để mình có một cái nhà nhỏ nhỏ cũng được mà phải ở đậu người ta? Mần nhiêu thì ăn nhiêu cô ơi, cũng như lo con học rồi này kia nợ nần, lúc đó rồi mình thiếu nợ đó, rồi trang trải trả cũng không đủ. Chị có thể cho em biết là cái khoảng thời gian mà ảnh bị tai nạn rồi nằm một chỗ như vậy rồi chị có những cái khó khăn gì? Ảnh trụ cột chính với gia đình, anh tai nạn chị rồi chị cũng khổ lắm. Hai cháu thì còn nhỏ, bây giờ chị phải đi bàn thuê, sáng thì dạy bà người ta, chiều thì về đan giỏ vậy nè. Cái công việc này một cái giỏ như vậy chị đan chị được nhiêu tiền? Giỏ chị đan công ăn được 7 ngàn. Có 7 ngàn thôi hả? Dạ. Rồi một ngày chị làm được mấy cái giỏ? Sáng thì đi làm, một chiều thì về đưa được khi 2 cái, khi 3 cái cũng không chừng. Tự nhiên hồi đó ảnh là trụ cột chính của gia đình mình mà giờ ảnh lại là gánh nặng của chị, chị có cảm thấy là chị buồn, chị trách ảnh không? Cũng như không có trách buồn gì hết, mà tủi thân nhiều khi chàng trai con không được nhiều khi cũng buồn lắm cô. Vì hai đứa anh gạch tôi ghét. Rồi những khi mà có khi nào mà chị cảm thấy là chị quá mệt mỏi mà chị muốn bỏ đi hoặc là muốn buông xuôi tất cả không? Bỏ đi thì không có bỏ, giờ ảnh vậy rồi sống với mình rồi đó tới giờ. Mà giờ tai nạn thì vợ chồng cũng có tình nghĩa, còn con cái bây giờ cũng gán. Vì vì con, giờ vì con mà gán, cố gắng mặn cho con ăn học. Thanh nè, cho cô hỏi một chút nè. Khi mà con thấy mẹ hàng ngày phải vất vả, sáng sớm là phải đi làm, về phải đan lục bình là tới tối, con cảm thấy như thế nào? Dạ con thấy thương mẹ thôi. Con mới cố gắng học thật giỏi nên sau này con lo cho cha với mẹ. Con có định là mình sẽ nghỉ học sớm rồi mình đi làm, mình có tiền nhiều hơn không? Chứ mình đi học thì tốn tiền quá. Có nghĩ như thế bao giờ chưa? Dạ con định là cũng có nghỉ học, nhưng mẹ con kêu con cố gắng học đi. Nếu mà không học thì sau này tương lai sẽ không có gì hết. Cố gắng học thì mới giàu lên được, lo cho cha mẹ được. Cái điều mà hiện tại con mong muốn nhất là cái gì? Dạ là con muốn có một căn nhà và một số tiền để chữa bệnh cho cha và làm tiếp mẹ để cho mẹ bớt nhọc nhằn. Từ ngày cha lâm nạn, em Thanh học hành có phần sa sút và em cũng gầy ốm đi nhiều. Có lẽ nỗi lo cho gia đình đã vượt quá độ tuổi. Nhưng biết làm sao được khi em là con trai lớn trong gia đình. Dù muốn giúp đỡ cha mẹ nhiều hơn, nhưng Thanh cũng chỉ có thể làm được những việc này. Ngày nào mùa nấy, em luôn tranh thủ sau giờ học để kiếm tiền phụ mẹ, hoặc là kiếm con cá, lá rau. Có lẽ chịu thương chịu khó không phải do di truyền, mà nó là sự học hỏi, tiếp nối của con cái đối với cha mẹ. Đôi tay này cách đây hơn 1 năm là một thợ bạc sắp thạo nghề. Giờ đây nó chỉ khao khát được bưng cái chén để ăn cơm như bao người. Từ ước mơ làm lụng để có nhà cửa ổn định và nuôi các con ăn học thành tài, giờ anh chỉ mơ ước được làm việc để giúp đỡ vợ con, hay chí ít thì cũng không phiền vợ con về sinh hoạt cá nhân của mình. Thế nhưng ước mơ của anh cũng chẳng thể trông chờ vào số tiền ít ỏi mà vợ con anh kiếm được. Quý khán giả và các nhà hảo tâm thân mến, quý khán giả có tấm lòng thông thảo giúp đỡ cho gia đình chị Quỳnh Thị Kim Thu, hãy liên hệ
gia đình chị Quỳnh Thị Kim Thu, ốc Hòa Bình, thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Ban công tác xã hội, Hội chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang, điện thoại 07113504394. Chương trình cảm thông và chia sẻ, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hậu Giang, số 1, đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, điện thoại 07112467101. Chương trình sẽ tổ chức trao quà cho gia đình chị Quỳnh Thị Kim Thu vào sáng ngày 10 tháng 7 tới. Mời quý khán giả, các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân tham dự. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình này tại địa chỉ www.hậugiangtv.vn. Chúng tôi rất mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ của quý khán giả, các nhà hảo tâm. Còn bây giờ, chương trình cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.